Rồi, ok, xin chào tất cả các bạn nha. Thì hôm nay là mình quay một cái clip ngắn để mình soạn cái combo 10 cặp full gold, ri bông, full vảy và sắp full tay như thế này. Đó, thì combo này mình sẽ gửi về hình như ta, đúng rồi, ở Mũi Né, trong một anh khách ở Mũi Né thì anh chốt đơn với mình là hồi hôm rồi. Sáng nay thì mình mới bắt đầu mình gửi cho, chứ hôm qua thì trễ quá các bạn không còn xe nữa. Nên là sáng nay là mình tranh thủ mình soạn cá để mình gửi về cho ảnh ha. Đây, chất lượng cá thì các bạn khỏi phải bàn rồi. Đó, mình cố gắng mình quay khi mà con full gold nó lên màu đẹp nhất để cho các bạn xem, các bạn đánh giá ha. Đây, mình quay mọi góc độ luôn đây để cho các bạn thấy được cái chất lượng cá thực tế của cá ha. Rồi đây, toàn bộ đều là full vảy và mái thì nói chung là gần full tai hết rồi các bạn ơi. Size này nói chung là nó còn tơ. Bạn về bạn nuôi nếu mà dưỡng tốt, ok, ngon lành nữa, cho ăn đầy đủ chế độ này nọ thì có khả năng là nó sẽ full tai luôn là chuyện bình thường. Rồi các bạn cho mình xin vài giây để mình quảng cáo một vài combo full gold đang có hiện tại bên mình nha. Bạn nào cần liên hệ với mình qua số Zalo trên màn hình nha các bạn. Rồi rồi mình xin báo giá luôn ha. Thì nói chung là mình báo giá công khai đi. Thì bạn nào mà cảm thấy ok, hợp lý được thì các bạn ủng hộ. Còn nếu không thì thôi, không hợp lý thì thôi thì các bạn có thể tham khảo tiếp, đó là chuyện bình thường. Đó, mình mua cái gì mình cũng phải tham khảo nhiều nơi, ví dụ chỗ nào hợp lý thì mình mua thôi, ngay cả bản thân mình cũng vậy. Nên là cái chuyện mà tham khảo giá thì bình thường, không có vấn đề hết. Đó. Rồi ok, thì hiện tại combo 5 cặp sẽ là 550, với lại là một cái combo 10 cặp như anh khách này thì hiện tại sẽ là 950.000. Đó, thì các bạn mua càng nhiều thì giá nó sẽ càng rẻ, thì đó là mặc nhiên rồi. Nguyên tắc nó là vậy các bạn, khi mà các bạn mua lẻ thì giá nó khác, mà mua sỉ thì giá nó khác nữa, tại vì tất cả những cái món hàng cái gì nó cũng vậy hết trơn. Đó, thì cái vấn đề nếu các bạn mua lẻ nữa, các bạn mua lẻ một cặp thì giá nó còn cao hơn nữa. Lẻ một cặp ở đây mình bán tới 120-130 lần, nhưng mà thường thường là do các bạn đến các công trại các bạn mua một hai cặp thì mình ship được, chứ bây giờ có một hai cặp mà bây giờ cái đơn hàng của nó thấp quá, mình không có đủ chi phí để mình ship cho các bạn ha. Tại vì từ cái chỗ mình đi tới cái bến xe thì đi cũng tầm khoảng mười mấy cây, đi về cũng 20 mấy cây, mà ship cho bạn chỉ có một hai cặp thì mình đi về không có đủ chi phí, cho nên là cái vấn đề đó các bạn cũng hiểu và thông cảm nha. Rồi thì đối với mình combo này hiện tại mình ship tối thiểu là 5 cặp, combo 5 cặp sẽ là 550 và combo 10 cặp sẽ là 950. Rồi hiện tại bây giờ mình còn một vài cái combo này đó là mình hết cá. Đó, thì cá này là gần full tay rồi nha các bạn. Rồi ok, bây giờ mình sẽ vô mình đóng đây, chứ để nãy giờ quay thì nói nó cũng hơi nhiều rồi. Chất lượng cá thì các bạn xem, các bạn đánh giá thực tế thì nãy giờ nó cũng tương đối phần nào rồi ha. Rồi ok, giờ mình sẽ, thì nói chung là cá trống thì mình đã soạn rồi. Trống thì ở đây anh có mua của mình thêm 5 trống gin. Thì anh này là do cái yêu cầu của ảnh là anh bắt là trống đi bông không, 10 trống đi bông thì mình sẽ gửi cho ảnh là 10 con trống đi bông. Còn trống gin thì ảnh mua thêm 5 trống gin để về hỗ trợ ghép đẻ. Còn trống đi bông thì đa số là chỉ thả cho nó đẹp chơi thôi, chứ nó thực sự là nó rất là khó ghép. Thì vấn đề đó, các bạn nào mà chơi dòng ri bông thì các bạn cũng hiểu được rồi ha. Đó, thì đây là 10 trống đi bông với lại là 5 trống gin. Còn đây là mái ha, mái gin full vảy sắp full tay. Rồi bây giờ đóng cá rồi mình sẽ tiến hành mình gửi luôn. Rồi thì clip ngắn gọn ngày hôm nay thì vậy. Thứ nhất là mình soạn cá xong mình sẽ quay lại cho anh khách để anh về anh xem lại clip này, anh đối chứng xem là có đúng cá khi mà mình soạn mình gửi cho khách hay không đó. Và cái thứ hai đó, để mình báo giá cho các bạn luôn, thì hiện tại combo 5 cặp sẽ là 550 và combo 10 cặp sẽ là 950. Rồi ok xong, thì cái trống này nè, thì hiện tại các bạn có thể là nếu các bạn bắt trống ghi bông giống như anh này không thì bạn có thể mua thêm trống gen để về ghép. Còn các bạn nào mà nuôi để ngắm chơi vui thôi thì bắt trống ghi bông thôi, khỏi bắt trống gen để cho sinh sản. Rồi ok ha. Rồi bye bye tất cả các bạn nha.